à về danh hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện tải ngay về danh chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vở bài tập môn toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài 37 phép nhân tiết 1 chúng ta sẽ cùng với cô quan sát vào bài tập đầu tiên nào bài số 1 A nhỏ chúng ta hãy điền số thích hợp vào những ô trống còn thiếu sau đây bằng cách quan sát cho cô này. Ý thứ nhất này, 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3. À có nghĩa là chúng mình sẽ có 4 số 3 cộng với nhau đúng không nào? Về cách thực hiện các con sẽ thực hiện lần lượt từ trái qua phải. Ở đây cô có kết quả bằng 12. Và từ đó cô có thể suy ra được 3 nhân 4 bằng 12 đúng không nào? Mình có 4 số 3 cộng với nhau. Như vậy cô có thể viết gọn thành 3 nhân 4. Tương tự cô sẽ có 3 cộng 3 cộng 3 bằng 9. Và ở đây chúng ta có 3 số 3. như vậy cô sẽ lấy 3 nhân 3 cũng sẽ bằng 9. Được chưa nào? Rồi tiếp tục. 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 bằng 15. Ở phía trên cô thấy là có 5 số 3. Như vậy ở hàng dưới cô có thể điền rằng 3 x 5 bằng 15. Và cuối cùng chúng mình thấy là có 6 số 3 cộng với nhau đúng không ạ? Cô được kết quả bằng 18. Và ở hàng dưới thì chúng mình có thể điền rằng 3 nhân 6 bằng 18. Rồi ý B. Hãy viết vào chỗ chấm theo mẫu sau đây. Cô lấy ví dụ 3 nhân 4 À có nghĩa là chúng mình sẽ có 4 số 3 cộng với nhau Bằng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 và bằng 12 Vậy cô kết luận rằng 3 nhân 4 bằng 12 Từ phần ví dụ trên các thực hiện cho cô với hai ý còn lại nào Ý đầu tiên cô có là 3 nhân 7 À 3 x 7 thì chúng ta sẽ có mấy số 3 cộng với nhau đây ạ Chúng mình có 7 số 3 cộng với nhau và cô thu được kết quả bằng 21. Như vậy 3 nhân 7 sẽ bằng 21. Và tương tự ở hàng dưới nào. 3 nhân 8 là chúng mình có 8 số 3 cộng với nhau, đúng chưa nhỉ? Cô được kết quả bằng 24. Vậy 3 nhân 8 bằng 24. Rất là đơn giản phải không nào? Rồi chúng mình sẽ tiếp tục chuyển cho cô sang bài số 2. Đề bài yêu cầu là nối theo mẫu sau đây. Ở đây cô sẽ có... À, trong vòng tròn đầu tiên thì chúng mình có ba mặt xúc sắc này. Mỗi mặt thì có 5 chấm. Đúng chưa nào? Mỗi mặt có 5 chấm. Như vậy, ba mặt sẽ là 5 x 3. Các con nối với phép tính 5 x 3. Được chưa nhỉ? Tiếp tục nào. Với ô tiếp theo cô thấy là mỗi một mặt xúc sắc này thì có bao nhiêu chấm đây ạ? Chúng mình cùng cô đếm nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Mỗi một mặt xúc sắc này thì có 10 chấm. Như vậy hai mặt xúc sắc thì sẽ có 10 x 2 chấm. Đúng không nào? Tiếp tục nào. Ở phía dưới cô thấy là mỗi một mặt xúc xắc thì có 4 chấm. Như vậy, ba mặt xúc xắc sẽ có 4 nhân 3 chấm, được chưa nhỉ? Rồi, tiếp tục sang bên bên tay phải nhé. Mỗi một mặt xúc xắc này thì cô có 6 chấm này. như vậy là bốn mặt xúc xắc như vậy mình sẽ có 6 nhân 4 chấm. Đúng chưa nào? Cuối cùng nào. Mỗi một mặt xúc xắc này thì cô có 5 chấm. Như vậy là ở đây chúng ta có 6 mặt xúc sắc Thì cô sẽ có 5 x 6 chấm Được chưa nào? Rồi chúng mình cùng câu chuyển sang bài số 3 nào Hãy điền số tích hợp vào ô trống còn thiếu sau đây Mình hãy cùng quan sát Ở đây cô có tất cả là 4 chiếc quạt à, Bạn robot hỏi là nếu như có bốn chiếc quạt như vậy thì sẽ có tất cả là bao nhiêu cánh quạt? À, chúng ta thấy là một chiếc quạt thì có bao nhiêu cánh đây nhỉ? Nào Trả lời cho cô nào Xem là một chiếc quạt có bao nhiêu cánh nè ạ à, Rất là chính xác Chúng mình có 3 cánh quạt đúng không một chiếc quạt thì cô có 3 cánh quạt Thế như vậy 4 chiếc quạt thì cô sẽ có 3 Nhân mấy nhỉ? Nhân với 4 Và bằng 12 cánh quạt Đáp số 12 cánh quạt à, Vậy là 4 chiếc quạt cô có 12 cánh quạt Được chưa nào? Rồi như vậy cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3 và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết 1 của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vừa bài tập môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài 37, phép nhân tiết 2 chúng mình sẽ cùng với cô quan sát vào bài tập đầu tiên nào. Bài số 1. A nhỏ viết phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép nhân theo mẫu như sau. À, ví dụ, ở đây cô có hai cột đúng không ạ? Cột thứ nhất là chúng mình có phép cộng này. Cột thứ hai là các con sẽ cần điền xem phép nhân tương ứng với nó là gì. Ví dụ, cô có 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 bằng 8. Ở đây chúng mình có 4 số 2 cộng với nhau thì các con có thể biến đổi thành phép nhân là 2 nhân 4 bằng 8. Đúng chưa nào? Tương tự như vậy ở hàng thứ hai, đếm cho cô xem ở đây chúng ta có bao nhiêu số 2 nhỉ? 1 2 3 4 5 và 6. 6 số 2 cộng lại thì có kết quả bằng 12. Như vậy với phép nhân, cô có thể viết là 2 nhân 6 bằng 12. Đúng chưa nào? Rồi hàng cuối cùng, chúng ta cũng tiếp tục đếm cho cô xem chúng mình có bao nhiêu số 2 trong phép cộng này nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 Vậy cô sẽ có phép nhân là 2 x 8 bằng 16 Rồi đó là ý A Ý B nào Hãy viết phép nhân thành phép cộng các số hạng bằng nhau theo mẫu. À, ở ý A thì chúng mình đã viết phép cộng thành phép nhân. Với ý B thì các con sẽ thực hiện ngược lại cho cô. Đó là viết phép nhân thành phép cộng. Cô lấy ví dụ, ở phép nhân đầu tiên là 2 x 5 bằng 10. À, 2 x 5 thì có nghĩa là chúng mình sẽ có 5 thừa số 2 cộng với nhau đúng không ạ? Cô có 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 và cộng 2. Sẽ bằng 10. Thế tương tự như vậy cô sẽ có nào? 3 x 6 bằng 18. 3 x 6. Có nghĩa là chúng mình sẽ có mấy thừa số 3 cộng với nhau nhỉ? À, rất là chính xác. Các con sẽ có 6 số 3 cộng với nhau. Và được kết quả bằng 18. Đúng không nào? Thế y cuối cùng nào? 4 x 5 bằng 20. Vậy chúng ta sẽ có... 5 thừa số 4 cộng với nhau được kết quả bằng 20. Rất là đơn giản phải không nào? Rồi cô sẽ có bài số 2 nhé. Nối theo mẫu sau đây. Đề bài yêu cầu các con là hãy đi tìm số chân của mỗi nhóm các con vật. Ví dụ, cô có nhóm đầu tiên là nhóm các con thỏ này. Một con thỏ thì có 4 chân. Như vậy ở đây cô có là 6 con thỏ. Đúng không ạ? Một con thỏ thì có 4 chân. Vậy thì 6 con thỏ sẽ có là 4 nhân 6 bằng 24 chân. Đúng chưa nhỉ? Rồi tiếp tục nào. Mình sẽ cùng quan sát cho cô và những chú chim nào. Một con chim thì có hai cái chân. Như vậy ở đây cô có 5 con chim. Thì chúng mình sẽ có 2 nhân 5 bằng 10 cái chân. Đúng chưa nào? Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển cho cô sang con tiếp theo. Đây là một con bọ đúng không? Mặt chủ tự Cô thấy là con bọ này thì có mấy cái chân đây ạ? 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Một con bọ này thì có 6 cái chân Thế như vậy là 4 con bọ thì sẽ có bao nhiêu cái chân nhỉ? Chúng mình lấy 6 nhân 6 nhân 4 bằng 24 cái chân Đúng không nào? Tiếp tục cô sẽ có ở đây là hai con nhện này Một con nhện thì có xem là bao nhiêu cái chân nhé 1, 2 3 4 5 6 7 và 8. À một con nhện thì có 8 cái chân. Như vậy, hai con nhện sẽ có 8 x 2 bằng 16 cái chân. Và cuối cùng là con bọ cánh cam nào. Một con bọ cánh cam này thì cũng có 6 cái chân đúng không nào? Cũng giống như con bọ ở trên đúng không? Vậy thì ba con bọ cánh cam này thì sẽ có bao nhiêu chân nhỉ? Mình lấy 6 nhân mấy đây ạ? À, 6 nhân 3 đúng không? Cô được kết quả bằng 18 cái chân. Rất là đơn giản phải không nào? Rồi bài số 3. Yêu cầu các con hãy tính theo mẫu sau đây. À, bài này thì chúng ta cũng đã thực hiện ở tiết 1 rồi. Đúng chưa? Cô lấy ví dụ này. 3 nhân 4. À, có nghĩa là sẽ có 4 thừa số 3 cộng với nhau. Cô được kết quả bằng 12. Đúng khi đó, vậy chúng mình kết luận cho cô 3 nhân 4 bằng 12. Từ đó thực hiện cho cô 3 ý sau nào. Ý A, 5 nhân 3. 5 nhân 3 thì cô sẽ có 5 cộng 5 cộng 5 đúng không nào? bằng 15. Vậy 5 nhân 3 sẽ bằng 15. Đúng chưa nào? Ý B nào. 3 nhân 5 à, Cô sẽ có 5 thừa số 3 cộng với nhau Và cô cũng sẽ được kết quả bằng 15 Như vậy cô có thể kết luận rằng 3 nhân 5 bằng 15 Và ý cuối cùng là ý C 6 nhân 3 6 nhân 3 thì sẽ bằng 6 cộng 6 cộng 6 và cô được kết quả bằng bao nhiêu đây ạ? 18. Đúng chưa nào? Vậy 6 x 3 bằng 18. Rất là đơn giản phải không ạ? Rồi chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang bài tập cuối cùng của bài ngày hôm nay. Bài số 4. Hãy điền số thích hợp vào những ô trống còn thiếu sau đây. Mỗi con bọ rùa thì có 6 chân. Hỏi ba con bọ rùa có bao nhiêu chân? À chúng mình đã có sẵn lời giải Đó là số chân của ba con bọ rùa có là Mình chỉ cần điền cho cô phép tính thích hợp vào chỗ chấm thôi đúng không ạ? Mình sẽ cùng quan sát thật kỹ cho cô nào Một con bọ rùa thì có 6 chân Như vậy ba con bọ rùa có bao nhiêu chân? Các con sẽ thực hiện phép tính là 6 x 3 bằng 18 chân Đáp số 18 chân và rất là đơn giản, cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4 rồi. Và đây cũng là bài cuối cùng kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách